Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt em của mình. Thì như cái video trước các bạn thì chúng ta biết rằng là đầu tháng 5 này, tức là tuần tới đúng không các bạn, sẽ có rất là nhiều điều mới từ B-Network đúng không? Và một điều đặc biệt hơn nữa là các bạn, tức là trên cái app KIC sẽ có cái gì các bạn? Có ngôn ngữ của các nước ha. Chúng ta xem nè, đã có bản cập nhật KIC theo tiếng của từng quốc gia rồi nhé bà con. Dự kiến trong tuần tới sẽ cho ra mắt phiên bản KIC mở tất cả các bác đều được KIC. Ai thích KIC thì vào KIC thôi. Như KIC các sàn hay các coi khác không cần phải đợi mời hay duyệt KIC nữa, mở hoàn toàn. Nói tóm lại, lộ trình phát triển vẫn đang nằm trong kế hoạch, Bicotim chưa làm chúng ta thất vọng. Ở như vậy là tuần tới thì KIC có nghĩa là mở hết ra. Các bạn muốn KIC các bạn vào KIC, các bạn không cần phải đợi, không cần phải chờ cái bật cái cửa sổ mà được phép KIC lên nữa, mất công lắm. Cho nên chúng ta hãy chờ đợi tuần tới sẽ như thế nào nha. Và còn một điều đặc biệt nữa là tuần tới thì tốc độ đào bi sẽ giảm hơn nữa. Cho nên là các bạn còn mấy ngày chúng ta hãy tranh thủ bấm đi, bấm siêng năng vào. Thì giờ Mỹ là ngày 1 tháng 5 thì chúng ta tầm khoảng là ngày 2 tháng 5 ha, thì nó sẽ rơi vào trạng thái là rớt giảm tốc độ hơn nữa. Cho nên là chúng ta hãy trân trọng những thời gian còn lại, những phiên đào, vài phiên đào còn lại có tốc độ cao hơn thì chúng ta hãy kích tia sét đi các bạn, kích nhanh lên, kích nhiều lên để các bạn được nhiều bi hơn. Bởi vì sau này càng về sau đào bi nó khó. Bởi vì nó khó thì nó mới có giá trị. Cho nên là chúng ta hãy trân trọng những đồng bi các bạn đã đào từ trước đến giờ ha. Còn ai không thích thì thôi, không sao cả, cũng không có ai ép ai, bởi vì tất cả đều là miễn phí ha. Rồi, thì hy vọng thông tin này nó cực kỳ nhỏ nhưng là hữu ích cho các bạn. Bởi vì sao? Những người không biết tiếng Anh hoặc là những người lớn tuổi thì rất sợ trường hợp là sử dụng tiếng Anh thì không làm được các bạn, thì nó trượt KIC đi uổng. Thì hôm nay Bicotim cũng đã cập nhật các ngôn ngữ rồi, và hy vọng cũng có tiếng Việt nữa. Các bạn nhìn vô là làm là rất ok luôn ha. Mình nghĩ là các bạn sẽ vượt qua hết thôi, không có vấn đề gì phải lo lắng đâu. KIC bi cũng dễ thôi các bạn, nó không có quá khó như các bạn nghĩ đâu, cho nên là chúng ta cũng không cần phải lo lắng nhiều. Tâm lý muốn vượt qua được thì nó rung thôi, nhưng mà chúng ta đừng lo lắng nhiều thì chúng ta sẽ làm tốt thôi. Rồi, nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký bi thì có thể là đăng ký thông qua mã giới thiệu của mình là Picasso trên màn hình nha. Còn bạn nào đăng ký rồi thì siêng năng bật tia sét là được. Và nhớ đăng ký kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi mình có video mới, có thông tin mới cập nhật thì các bạn có thể kịp thời theo dõi nha. Rồi, xin chào và hẹn lại các bạn lần sau.